Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Công Phượng sang Yokohama FC tự lực cánh sinh tìm thành công. Ở lần lập kỷ lục về số lần xuất ngoại, Công Phượng hiểu rõ về khẳng định của mình. Được ở môi trường cạnh tranh đào thải khắc nghiệt như J-League, con đường duy nhất của anh là tự lực cánh sinh. Công Phượng vốn là cục cưng của Bồ Đức, thể hiện qua việc anh nắm kỷ lục 4 lần xuất ngoại của bóng đá Việt Nam. Trước Yokohama FC, anh đã từng khoác áo của Mito Hollyhock của J-League, Incheon United của Korea, Shinchudon giải vô địch quốc gia Bỉ. Tình cảm và sự ủng hộ lớn lao của Bồ Đức cho Công Phượng là thứ không cần đong đầy bởi lời nói. Đôi khi chỉ còn có những biểu hiện bất chợt đầy cảm xúc như ông Ngô Hơn Anh trong ngày gả sang Mito Hollyhock 6 năm trước. Cũng là vì yêu thương nên Công Phượng luôn được Bồ Đức quan tâm đến những tâm tư của mình. Mà ông Đức hiểu rõ được ra nước ngoài chơi bóng luôn là khát khao lớn nhất của chàng trai quê Đô Lương, Nghệ An. Sau rất nhiều đầu tư, Công Phượng đã thỏa thuận ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Yokohama FC. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến với một đội bóng nước ngoài theo hình thức chuyển nhượng chính thức. Trước đó, trong cả 3 lần sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay Bỉ, Công Phượng đều đi theo dạng cho mượn, ngắn hạn và dài hạn cũng có. Kết quả thì đều giống nhau khi anh không tìm được chỗ đứng, không chen nổi vào đội hình xuất phát và phải về nước sớm. Lý do thì rất nhiều, liên quan đến vấn đề môi trường bóng đá mới, sự khác biệt giữa ngôn ngữ, văn hóa, kể cả một chút khoảng cách từ những cầu thủ bản địa ngoại binh có sẵn với chàng trai đến từ nền bóng đá tiểu danh vô nhược. Nhưng một lý do khác cũng hết sức quan trọng, đó là bản hợp đồng cho mượn dẫu dài 2 năm thì vẫn không thể so sánh với việc câu lạc bộ Yokohama FC đã ký hợp đồng chuyển nhượng để sở hữu hoàn toàn một cầu thủ như Công Phượng. Với bản hợp đồng mới, Công Phượng sẽ chắc chắn 100% được đối xử như người một nhà. Thay vì lường được tương lai bất định của một bản hợp đồng cho mượn có thể bị gọi về bất kỳ lúc nào, không còn sự bao bọc của Bồ Đức, nhưng ở tuổi 27, Công Phượng đã đủ mạnh mẽ để đi tiếp, bước vào cuộc chiến ở hạng đấu cao nhất của Nhật Bản và có lẽ là cả châu Á, với tâm thế của mình, do mình và cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.